Mưa lũ trái mùa dập bất thường ở khu vực miền Trung gây ra những hậu quả nặng nề. Hai người chết và một người mất tích, cùng gần 100 trạng hecta lúa và hoa màu bị hư hỏng. Tiếp tục, từ trạng sáng nay đến ngày 6 tháng 4, khu vực từ Thừa Thiên Huế đến Khánh Hòa và Tây Nguyên có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và có dông. Dự báo trong tuần này, khu vực Nam Biển Đông xuất hiện áp thấp nhiệt đới và bão trái quy luật. Mưa dông còn xuất hiện lốc sét và gió giật mạnh. Ở vùng núi, nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng tại vùng trũng thấp ven sông. Thưa quý vị, tại thành phố Nha Trang, Khánh Hòa, vào chiều qua thì có gió rất mạnh, làm gã đổ nhiều hàng rào tôn tại các công trình. Và người đi đường còn một phen thót tim khi mà những con sóng to chỗ thẳng ập lên người. Trong mấy ngày nay, biển Nha Trang động rất mạnh, những con sóng to cao gần 3 mét liên tục đánh vào bờ, leo cả lên chải kè biển đường Phạm Văn Đồng. Sóng lớn còn đánh trùm lên mặt đường, gây nhiều nguy hiểm. Vì bất ngờ nên người đi đường không tránh kịp, ướt sũng. Miền Trung, mưa liên tục đổ ào ào gần cả tuần, nước ngập trắng đồng khiến nông dân gần như mất trắng, lúa và hoa màu vụ đông xuân. Hàng trăm người dân tại các xã vùng trũng của hai huyện Hải Lăng, Triệu Phong của tỉnh Quảng Trị đổ ra đồng để cứu lúa bị ngập lũ. Nếu không ứng cứu kịp thời, đồng nghĩa cuộc sống của hàng ngàn gia đình ảnh hưởng nghiêm trọng. Mưa tại Quảng Trị có dấu hiệu giảm, nhưng tổng lượng mưa từ 3 ngày trước đó bình quân lên đến hơn 200mm, nên ở các cánh đồng thuộc vùng trũng, nước lũ vẫn ngập sâu. Chính quyền Hải Lăng hiện vẫn còn hơn 6.000 hecta lúa bị ngập úng đổ ngã. Thời điểm này, lúa đang làm đồng, nếu bị ngập thì coi như mất trắng. Chính quyền và người dân đang nỗ lực dùng bao cát, đắp các đê để ngăn nước lũ tràn đồng. Với những diện tích chìm trong nước, chính quyền huy động máy bơm nhanh chóng thoát úng cứu lúa. Đợt lũ trái mùa hiếm gặp xuất hiện làm đồng dần ở đây không kịp trở tay. Ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai cho biết, một áp thấp nhiệt đới có thể hoạt động ở vùng biển phía Nam Biển Đông trong ngày 7 đến ngày 8 tháng 4. Đồng thời, hai cơn bão ở phía đông Philippines khả năng đi vào Biển Đông trong tuần tới. Đây được nhận định là tình huống bất thường, có thể xuất hiện áp thấp nhiệt đới hoặc là bão sớm hơn so với quy luật hàng năm. Thưa quý khán giả, có 7 năm kinh nghiệm trong ngành kế toán. Thế nhưng cô gái trẻ Nguyễn Thị Hồng Thấm ở quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh đã chọn từ bỏ công việc có mức lương ổn định để theo đuổi sở thích mà bắt đầu nghe qua thì ai cũng tiếc nuối. Tìm những chiếc quần jean cũ về tái chế thành những chiếc túi xách. Từ đam mê, Thấm khiến cho mọi người phải thay đổi suy nghĩ. Ngay từ nhỏ, Nguyễn Thị Hồng Thấm có niềm đam mê với những chiếc túi xách handmade. Tới khoảng năm 2020, chị quyết định gác lại công việc kế toán để thực hiện niềm đam mê của mình. Ban đầu thì mình cũng có thử qua những cái chất liệu khác. Nếu là nhiều, ví dụ như gấm hoặc là lụa hoặc là những cái chất liệu thông thường mà người ta hay sử dụng như canvas này nọ. Nhưng mà vô tình một hôm thì mình tìm thấy một cái món đồ cũ zin ở trong tủ. Thì xong rồi mình lúc đó mình nghĩ rất là đơn giản là cái chất liệu này là có mọi nhà đều có, hầu như ai cũng có và sẽ có rất là nhiều những cái món đồ cũ mà không còn dùng đến. Thì lúc đó mình mới làm một món túi xách tái chế. Để làm ra một chiếc túi tái chế từ vải zin cũ, ngoài các công đoạn như làm một túi thông thường thì còn phải trải qua một bước quan trọng là chọn những chiếc quần có kích thước sao cho phù hợp với sản phẩm, giảm thiểu những phần bỏ đi. Mỗi sản phẩm chị Thấm phải mất từ 1 đến 2 ngày để hoàn thành. Vì làm những chiếc quần jean cũ nên phần lớn những sản phẩm chị làm ra đều là những chiếc túi độc nhất vô nhị và mang nhiều ý nghĩa. Đầu tiên là khi mà làm được jean tái chế như thế này á, thì cái suy nghĩ đầu tiên của mình rất là đơn giản luôn. Nó giải quyết được những cái món đồ cũ không nỡ bỏ đi nhưng mà sử dụng thì không được, ví dụ như nó bị lỗi mốt hoặc là nó bị rách hoặc là nó bị bẩn như thế nào đó, thì cái đó là cái giải quyết đầu tiên. Và thứ hai là khi mà một sản phẩm như thế này mình làm tăng cái vòng đời của nó thì cái lượng mình rác thải ra môi trường nó cũng sẽ giảm đi một chút, thì mình nghĩ đó cũng là mình góp một phần nhỏ bé của mình trong cái việc bảo vệ môi trường thôi. Khi bắt tay vào công việc mới, chị Thấm nhận nhiều sự ghi gờ của người thân. Thế nhưng bằng sự quyết tâm và tinh thần tìm tòi học hỏi, sáng tạo, sau khoảng 7-8 tháng, những sản phẩm đầu tiên hoàn thiện trước sự công nhận của nhiều người. Đến nay, chị Thấm thiết kế hơn 10 mẫu túi, giá dao động từ vài trăm ngàn đồng đến vài triệu đồng.
và còn tiếp tục với những dự án lớn ở lĩnh vực tái chế trong tương lai. Chuyển động Đông Tây đến đây xin được tạm dừng. Cảm ơn quý khán giả dành thời gian theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.